Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, hôm nay mình xin chia sẻ một thứ nước uống bằng trái atiso đỏ. Thì trái atiso đỏ này mình uống khá là tốt cho sức khỏe. Vậy ngày hôm nay mình mời cô chú anh chị em cùng vào uống nước atiso với mình nha.